Xin chào tất cả các bạn, hôm vừa rồi mình có tham gia sự kiện của Asus tại Malaysia. Và tại sự kiện đấy thì mình đi một mình, cũng như là ánh sáng tại sự kiện thì nó không được ăn ý lắm. Thế nên là mình về nhà mới làm một video tổng hợp lại cho các bạn xem. Và tại sự kiện đấy, Asus đã đưa ra gần như là tất cả những công nghệ mới nhất, cũng như là những sản phẩm mới nhất của mình rồi. Ví dụ nhá, như là nhà thông minh này, rồi là những giải pháp cho doanh nghiệp, hay là những giải pháp về gaming. Đặc biệt nhất để chỉ ở gaming, các bạn nên để ý vào gaming, bởi vì tại sự kiện này Asus có một không gian gaming cực kỳ chất. Và đối với gaming thì bây giờ các bạn khi mua những sản phẩm của Asus thì các bạn hoàn toàn có thể xây dựng ra một góc gaming mà chỉ sử dụng đồ của Asus thôi, bởi vì hệ sinh thái của Asus bây giờ đã cực kỳ đầy đủ cho các bạn rồi. Từ tản nhiệt đến vỏ cây, rồi là card đồ họa, rồi gaming gear, tất cả các thứ các bạn đã có của Asus rồi. Bây giờ đối với những Asus fan hay là những ROG fan ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể xây dựng nên một góc chơi game mơ ước của mình mà chỉ sử dụng đồ của Asus thôi. Còn riêng về CPU thì chắc chắn là sẽ là của Intel rồi, hoặc là của AMD. Và ngoài ra ấy, thì Asus cũng đã bổ sung thêm vào hệ sinh thái của mình những sản phẩm mới. Ví dụ như là mẫu màn hình chơi game tỷ lệ 32:9 có kích thước là 49 inch. Đây chính là mẫu XG49V của Asus, rất mới và cực kỳ độc lạ luôn. Cùng với đó là những sản phẩm về linh kiện ăn theo tựa game, đấy chính là Call of Duty Black Ops 4, một tựa game hứa hẹn sẽ cực kỳ hot trong thời gian tới. Và ngoài ra, các bạn cũng được Asus cho chiêm ngưỡng một hệ sinh thái về bom máy chủ của Asus Z390, cực kỳ chất luôn, cả dòng ROG cũng như là dòng Top Gaming. Rồi Gaming Gear cũng vậy, từ ROG cho đến Top Gaming, phải nói là nó có đầy đủ tất cả những gì mà mình cần ở trong một hệ sinh thái gaming đấy. Tuy mình đã bị choáng ngợp về số lượng những sản phẩm mà Asus đã giới thiệu ra, nhưng mà bên trong đó Asus cũng đã tạo ra chúng ta những điểm nhấn nhất định về sản phẩm hoặc là những công nghệ. Ví dụ đặc biệt ở đây đấy chính là về công nghệ ép xung bằng trí thông minh nhân tạo. Nếu như trước đây ép xung là một tính năng gì đấy sẽ khiến chúng ta rất là đau đầu, bởi vì nó có rất nhiều thông số, chúng ta sẽ phải cân chỉnh tất cả, rồi phải cân chỉnh làm sao cho nó chạy một cách ổn định. Phải nói là lúc mà ép xung thì não của chúng ta phải vận dụng một cách tối đa. Nhưng mà bây giờ Asus đã áp dụng trí thông minh nhân tạo vào việc ép xung, và khi các bạn update BIOS thì càng update BIOS nó sẽ càng thông minh hơn, chứ không phải là các bạn càng ép xung nó sẽ càng thông minh hơn đâu. Và với tính năng ép xung này, tản nước sẽ phát huy được chính sức mạnh của mình. Và ở bên trong đấy thì mình cũng thấy Asus có demo, đấy chính là vi xử lý i9-9900K này, rồi main sẽ là Asus ROG Z390 Gen. Nhưng mà mình thấy với một tính năng ép xung bằng trí thông minh nhân tạo như thế này, nó sẽ rất ý nghĩa đối với những người dùng thông thường, và nó sẽ có thể chạy ổn định ở mức xung cơ bản như là 4.7 hay là 4.8GHz. Những mức xung vừa phải như thế nó sẽ rất phù hợp với cả trí thông minh nhân tạo như thế này. Và bây giờ những người dùng thông thường phải nói sẽ là có được một hiệu năng quá là cao khi mà các bạn không cần phải làm gì. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến mẫu màn hình chơi game mới của Asus, đấy chính là Asus ROG XG49V nhá. Đây sẽ là một mẫu màn hình sử dụng kích thước là 49 inch và tỷ lệ là 32:9. Với những kiểu màn hình như thế này ở trên thị trường, chắc chắn các bạn sẽ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, bởi vì nó rất là ít. Và khi Asus đưa ra một mẫu màn hình chơi game kiểu như thế này thì Asus sẽ hướng tới những đối tượng người dùng như là chơi game đua xe, chơi game đá bóng, những tựa game mà không cần phải di chuyển mắt cũng như là cổ nhiều. Và ở trên mẫu màn hình này, Asus có sử dụng đấy chính là tấm nền sử dụng tần số quét là 144Hz, một điều mà không thể nào mà thiếu được đối với những mẫu màn hình chơi game. Còn về tấm nền thì Asus có vẻ như đang giấu là tấm nền này đang sử dụng là tấm nền gì, và mình cũng chưa biết là nó sử dụng tấm nền gì luôn. Nhưng mà mình dám khẳng định với các bạn đấy chính là nó không sử dụng tấm nền IPS. Tiếp tục với cả một điểm ấn tượng nữa, đấy chính là về những thanh RAM 2 tầng mà Asus đã demo ở trong sự kiện này. Với những thanh RAM 2 tầng này, nó sẽ nâng dung lượng tối đa của một thanh RAM lên đến là 32GB các bạn ạ. Nếu như thông thường những thanh RAM của bạn chỉ thấy chỉ có dung lượng tối đa là khoảng tầm 16GB mà thôi, thì bây giờ các bạn đã có dung lượng tối đa trên một thanh RAM là 32GB. Nếu như trước đây các bạn sử dụng những BOM máy chủ chỉ có 2 khe RAM thì dung lượng tối đa mà các bạn cắm chỉ có thể là 32GB. Nhưng mà con CPU của các bạn lại hỗ trợ lên đến 64GB thì các bạn sẽ cảm thấy nó sẽ là hơi thiếu, đúng không? Nhưng bây giờ Asus đã đưa ra một giải pháp mình phải nói cực kỳ hữu hiệu luôn, nhất là đối với những BOM máy chủ mà ITX nó chỉ có 2 khe RAM, thì bây giờ các bạn đã có thể sử dụng tối đa là 64GB. Tối đa 64GB luôn các bạn, mà chỉ có 2 khe RAM thôi. Thì việc làm như thế này thì nó sẽ giúp các bạn có thể nâng cấp một cách dễ dàng hơn và có thể sử dụng một cách thoải mái hơn. Và những thanh RAM 2 tầng này thì như các bạn thấy thì nó sẽ có chiều cao nó khá là cao. Thế nên là khi các bạn sử dụng với tản nhiệt khí thì các bạn nên để ý một chút, cũng như là đo đạc cẩn thận, nếu không thì nó sẽ vướng vào tản đấy. Và những thanh RAM này thì như mình thấy demo ở đấy thì mới chỉ có là của Zscaler cũng như là Zarak mà thôi. Và các bạn nên để ý một điều nữa, đấy chính là hiện tại mới chỉ có Asus là hỗ trợ công nghệ RAM 2 tầng này thôi, còn với những hãng khác thì các bạn sẽ phải chờ đợi. Và những thanh RAM 2 tầng như thế này thì Asus có cắm ở đấy để cho chúng ta xem, nhưng mà Asus lại không demo việc cho nó chạy thực tế. Thế nên là mình cũng không biết được là
về hiệu năng thực tế nó sẽ ra sao. Nhưng mà mình nghĩ là một phần nào đó việc nhét 2 tầng RAM lên trên một thanh RAM nó sẽ ảnh hưởng phần nào đến băng thông cũng như là khả năng ép zoom của bạn. Rồi ngoài ra khi các bạn để ý vào những phần phây của những bo mạch chủ này thì các bạn có thể thấy là với Z390 nó đã được làm chất hơn và nó cũng với làm số lượng nhiều hơn này, rồi chất lượng của nó cũng sẽ tốt hơn so với cả Z370. Đối với giải pháp dành cho những doanh nghiệp hay là những người dùng chuyên nghiệp thì Asus cũng đã giới thiệu tới chúng ta rất là nhiều hệ sản phẩm khác nhau, từ PC đồng bộ cho đến màn hình rồi là máy chiếu rồi vân vân và vân vân. Nói chung là đối với làm việc cũng như là doanh nghiệp thì Asus đã bổ sung thêm và gần như là đầy đủ tất cả những gì mà chúng ta cần rồi. Về bo mạch chủ thì mình thấy là về những bo mạch chủ mà hướng tới đối tượng là doanh nghiệp và văn phòng ấy thì mình thấy thì nó nhìn kiểu nó hơi cùi cùi một chút, bo mạch chủ gì à, bé tí rồi là chỉ có 2 khe RAM rồi không có tản phây rồi là nhìn nó kiểu hơi thấp cấp một chút. Nhưng mà đối với những doanh nghiệp cũng như là những dự án lớn ấy và cần số lượng máy tính nhiều thì nó lại mang tới chúng ta một sự ổn định rất là cao. Và sau một hồi lòng vòng ở cái chỗ doanh nghiệp ấy thì mình thấy nó hơi chán. Và sau đó thì mình đã đi qua một gian phải nói là bắt mắt hơn rất nhiều và rất nhiều thứ để chúng ta có thể nói. Đấy chính là một góc để dành cho những dân đồ họa và dành cho những dân pro art ấy. Và ở đây mình đã bắt gặp một mẫu màn hình di động phải nói là cực kỳ chất luôn. Đấy chính là mẫu màn hình di động PQ22UC của Asus. Đây là dòng màn hình pro art của Asus, thế nên nó sẽ hướng tới đối tượng là làm đồ họa chuyên nghiệp. Và với mẫu màn hình di động này, tuy nó gắn mác là di động nhưng mà những thông số được mang ở bên trên nó là cực kỳ chất. Đây là một mẫu màn hình di động có kích thước lên đến là 21.6 inch, độ phân giải là 4K, kèm theo đó là tấm nền OLED cùng với độ sâu màu là 10 bit. Ôi, phải nói những thông số này nó quá là chất. Và nếu như Asus có về một bản sample của mẫu màn hình này về Việt Nam ấy thì khả năng là mình cũng sẽ mượn để review cho các bạn xem đấy. Sản phẩm cuối cùng mà Asus đã cho ra để hướng tới đối tượng làm việc đồ họa một cách chuyên nghiệp đấy chính là mẫu Asus Mini PC ProArt PA90. Một mẫu Mini PC mà mình đánh giá về thiết kế của nó ấy, có thể nói là đẹp hoặc là có thể nói là rất đẹp luôn. Và về mặt hiệu năng ấy thì ở bên trong nó là tản nhiệt nước này, rồi những CPU thế hệ thứ 9, rồi là các bạn có card đồ họa là Quadro vân. Nói chung là với một mẫu mini PC mà đã được như thế này thì mình đánh giá nó là rất là ngon rồi. Và với một mẫu mini PC mà nó còn là loại đồng bộ nữa thì về cổng kết nối nó sẽ khá là hạn chế. Thì như các bạn nhớ ấy, vào năm ngoái thì Asus có giới thiệu một con là con Zenbo, một con robot rất là thông minh, nó sẽ giúp cho các bạn để phục vụ ở trong những môi trường ví dụ như là về bệnh viện, trường học rồi là những trung tâm thương mại vân vân vân. Và nó cũng có biểu cảm như là con người luôn, nó rất là thông minh và các bạn hoàn toàn có thể lập trình được cho nó. Và năm nay Asus đã làm nhỏ nó lại với là con Zenbo Junior. Về mặt tính năng nó cũng sẽ là tương tự như vậy, nó cũng sẽ là hỗ trợ cho các bạn những gọi là về hỗ trợ về cộng đồng, nó cũng có thể khả năng tương tác với cả con người, các bạn cũng có thể có khả năng lập trình. Và con Junior này nó bé hơn con Zenbo kia, thế nên là về thời lượng pin nó cũng đã được rút gọn, hình như là còn đâu đó khoảng 4 đến là 6 tiếng. Và với con Zenbo Junior này, mình thấy nó khá là thú vị. Về mặt thực tế thì mình cảm giác là mình chưa thấy nó ở đâu. Nhưng mà về mặt công nghệ thì mình thấy nó rất là ổn, bởi vì nó có thể hỗ trợ chúng ta về mặt cộng đồng rất là tốt này. Rồi ngoài ra chúng ta còn có thể lập trình cho con Zenbo Junior này. Và với việc lập trình được như thế này thì mình nghĩ đây sẽ là một cách để cho các bạn thực hành rất là tốt. Đấy chính là các bạn vừa học ở trường, sau đó các bạn lập trình cho con Zenbo Junior là các bạn đã có thể thực hành được rồi. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn tất cả những gì mà Asus đã giới thiệu ở trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới ở Malaysia. Có rất là nhiều thứ để cho các bạn quan tâm và đặc biệt nhất đấy chính là về gaming. Vậy ý kiến của bạn như nào? Hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.